Chương 1.1 Mở đầu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ta họ thẩm, cùng họ với khai quốc nguyên lão thừa tướng Bản Triều, nói chính xác, hắn là phụ thân ta, mọi người đều biết, thẩm thừa tướng có ba nữ nhi, hai đứa con trai. Ta là nữ nhi lớn nhất của hắn, tục xưng đại tiểu thư xuất thân từ môn đệ thư hương, phụ thân lấy cho cái tên, sáng nhược, sáng nhược, nghe rất giống tên con trai trên thực tế cũng là để lại cho con trai trưởng chỉ là ta ra trước nửa canh giờ so với nhị đệ, trưởng ấu tự động và quy thẩm gia nặng nhất là cái này mẫu thân của ta là tứ phu nhân người thẩm gia nhân khẩu ít vì hương khói phụ thân không ngừng nạp tiểu thiếp cho đến khi nghênh đón mẫu thân vào cửa mấy vị phu nhân cũng thay phiên nhau có tin mừng truyền đến phụ thân càng thêm thăng quan tiếng tước thái phu nhân cũng chính là bà nội của ta nói mẹ ta có tướng vượng phu, những lời này nhiều lần cứu tính mạng mẫu thân. Hào môn sâu như biển, một nữ tử không có chút bối cảnh nào, có thể an an ổn ổn sống ở đây đến 32 tuổi, cũng coi như kỳ tích, đến nỗi ta, có thể ở lúc 16 tuổi, khoác áo lụa hồng mang hoa kết, phong phong quan quan gã ra khỏi cửa, còn là gã cho hoàng thân quốc thích, đường kim vĩnh khang thế tử, trên đời chạm tay có thể bỏng thật sự là chuyện khiến nữ tử trong thiên hạ ghen tị đến đỏ con mắt chỉ tiếc. Ta sờ chủy thủ trong tay áo, hàng quan bức người nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, hôm nay chính là ngày cuối cùng ta sống trên đời này, ta giết lý giám, cũng chính là phu quân tương lai của mình, ta khó thoát khỏi cái chết, ta không giết hắn, ta cũng phải chết, chỉ là sẽ được chết thảm hại hơn, nghe nói Vĩnh Khang Vương Gia đối với người lừa gạt hắn, đều không tiếc trẻ thủ đoạn, ta không muốn lừa dối hắn, nhưng thân thể của ta không khỏi đã. Mẫu thân hết sức phản đối vụ hôn nhân này, nhưng lời của Bà, không ai để ở trong lòng, bà bảo vệ ta 16 năm, không nghĩ tới vẫn không cứu được tánh mạng của ta 16 năm trước, ta sinh ra, mấy người ngoài cửa như hổ rình mồi, bà mụ trong ánh mắt cầu khẩn của mẫu thân nói ra hai chữ Nữ hai, hai chữ quyết định cuộc sống của chính ta về sau, phải dùng son phấn trang điểm thành nữ nhi, phải đọc thuộc lòng tam tòng tứ đức, phải cuốn lấy ba tấc gót sen lung lay sinh động phải vĩnh viễn không thể thoát khỏi vách ngăn này ta giữ được tánh mạng hầu hạ mẫu thân dưới gối khéo léo dịu ngoan hiền lương thục đức danh tiếng tốt đến mức ngay cả vĩnh khang vương gia quyền khuynh triều giả cũng không tiếc cùng những danh môn khác đánh nhau chỉ để cầu xin một đạo thánh chỉ nhân ta vào vương phủ làm con dâu buổi sáng trong veo đầy khí lành cuốn bức trèm che tiếng khèn nối đuôi nhau tạo thành một bản hợp tấu giống như có vô vàng thần tiên ra khỏi bồng đảo. Xe loan, phượng giá mới tới. Thấy người được vây quanh, tiên Nga yểu điệu. Ngọc bội vang lên đinh đang trong làn gió như có như không, dáng người nhỏ nhắn, mềm mại như liễu rũ. Chỉ có trên trời chứ thế gian không có, lưu lan chính là thiếu gia năm đó. Càng không chịu được là trời đã gửi gắm, tài mạo đứng đầu. Ngọc Thụ Quỳnh Chi Tôn lên dáng vẻ, người nào đã an bài hoàn hảo như vậy? phong lưu, vui vẻ được bao nhiêu. Chờ mãi tới lúc thành danh, ngựa như rồng, giải lụa xanh lấn ác hoa cỏ. Cùng phú quý, lại giai lão, chúc mừng tân lan, nghênh vào cửa. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.